Cũng trong ngày 14 tháng 11, quân đội Israel công bố video cho thấy các cuộc tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban. Đoạn phim được công bố sau khi một tên lửa dẫn đường chống tăng được phóng từ Liban cùng ngày đã làm thiệt mạng hai dân thường tại một ngôi làng ở miền Bắc Israel. Theo quân đội Israel, các máy bay chiến đấu của họ đã hoàn thành một loạt các cuộc tấn công vào Liban. Trong số những mục tiêu bị nhắm tới, có các trung tâm chỉ huy hoạt động và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 3 tay súng có vũ trang hạng nặng đang cố từ Liban xâm nhập Israel. Quân đội Israel cũng đã pháo kích các ngôi làng ở Nam Liban dọc biên giới với Israel để đáp trả. Nhóm Hezbollah không nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập biên giới tại khu vực Sheba Farms đang tranh chấp nói trên. Trong khi đó, một nhóm tự xưng là Lữ đoàn Vinh quang Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ việc này. Theo đó, 3 người của họ đã thiệt mạng, còn 2 người khác đã quay trở về an toàn. Theo nhóm trên, vụ xâm nhập là để đáp trả việc sát hại một thành viên cấp cao của Hamas cùng 6 người khác ở Liban. Tuy nhiên, cả Hezbollah lẫn Hamas và nhóm Hồi giáo Thánh chiến Palestine đều khẳng định không có liên quan tới lữ đoàn nói trên. Về phần mình, trong ngày 14 tháng 1, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm này sẽ không ngừng các cuộc tấn công xuyên biên giới cho tới khi một lệnh ngừng bắn được thực hiện ở Gaza.